6 tháng 6, Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Dung, Phó trưởng khoa Nội hô hấp tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận ông NCH 63 tuổi, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vào viện vì nôn ra 1 lít máu tươi, máu cục. Ông H có tiền sử xuất huyết tiêu hóa 8 lần, do rắn vỡ tĩnh mạch thực quản, sơ gan 4 năm, mỗi ngày ông uống 500 ml rượu. Ông vào viện trong tình trạng da xanh niêm mạc rất nhợt nhạt, có tình trạng sốc mất máu. Các bác sĩ đã thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán, kết luận tình trạng xuất huyết tiêu hóa do rắn vỡ tĩnh mạch thực quản và chỉ định nội soi cấp cứu. Các bác sĩ đã đặt ống truyền tĩnh mạch lớn, thở oxy, truyền dịch thành dòng, truyền máu, rửa dạ dày, ra rất xỉ 1,5 lít máu pha loãng, hộ tống nội soi cấp cứu. Kết quả nội soi, rắn vỡ tĩnh mạch thực quản đã được các bác sĩ xử trí thắt vòng cao su, cầm máu thành công cho bệnh nhân, giảm áp tĩnh mạch cửa, bổ gan, vitamin. Sau xử trí, người bệnh đã cầm được máu và lâm sàng ổn định, được điều trị nội khoa theo phác đồ. Theo bác sĩ Lê Thị Hồng Nhung, khoa thường xuyên tiếp nhận người bệnh bị xuất huyết tiêu hóa. Chỉ riêng 2 tuần trở lại đây, từ cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2023, khoa đã tiếp nhận 12 bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do viêm loét dạ dày tá tràng, do rắn vỡ tĩnh mạch thực quản, do rách thực quản. Tất cả các bệnh nhân đều có liên quan tới yếu tố rượu bia trong thời gian dài. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết nặng, nguy kịch. Thời điểm ngày hè nắng nóng, người dân sử dụng rượu bia nhiều, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do xuất huyết tiêu hóa cũng cao hơn. Theo tiến sĩ bác sĩ Ung Văn Việt, phó trưởng khoa ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những dấu hiệu cảnh báo xuất huyết tiêu hóa có thể nhận biết như đau bụng thượng vị dữ dội, nôn máu, đi ngoài phần đen hoặc đỏ, hoa mắt chóng mặt. Nó có những cái triệu chứng sau đây. Thứ nhất là bệnh nhân ói ra máu. Thường xuất huyết tiêu hóa là ói ra máu đỏ tươi, cái lượng có thể từ vài ml tới vài trăm ml tùy theo nguyên nhân. Đó. Rồi triệu chứng tiếp theo nữa là bệnh nhân có thể đi cầu ra máu đỏ tươi hoặc là đi cầu phân đen. Đó. Nếu mà đi cầu ra máu đỏ tươi thì thường là nguyên nhân của xuất huyết tiêu hóa dưới, tức là những nguyên nhân nằm ở vùng đại tràng chậu hông hoặc là trực tràng. Những cái triệu chứng có thể khác có thể thấy gặp là chúng ta thấy cái triệu chứng của tình trạng mất máu cấp, tức là khi mất máu nếu cái lượng mà vừa phải hoặc là đủ nhiều thì người bệnh có thể thấy xanh xao, mệt mỏi, đổ mồ hôi, và nếu cái lượng nhiều hơn là có thể ngất xỉu, rất là nguy hiểm. Và một nếu nặng hơn nữa thì người bệnh có thể vô sốc, tức là cái thể tích máu mà mất hơn 20% cái lượng máu của cơ thể thì có thể sốc, lúc đó thì bệnh chi giác, bệnh nhân có thể là mất chi giác, mạch nhanh, huyết áp có thể tụt, tức là bệnh nhân vô sốc do mất máu. Các chuyên gia khuyến cáo để hệ tiêu hóa lành mạnh cần phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn uống đúng giờ, đủ 3 bữa chính trong một ngày, tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, rau củ quả tươi, không thức khuya, cân bằng thời gian lao động và thời gian nghỉ ngơi, đồng thời rèn luyện thể dục, nâng cao sức đề kháng.